trong gia đình tôi thì có anh chồng và chị dâu tôi đã tu luyện được rất nhiều năm, cũng giới thiệu cho tôi môn này từ lâu lắm rồi, nhưng mà tôi cũng không tin. Thế thì khi mà cuộc sống nó không thể giải khai được thì tôi mới quay ra tôi học thử, tôi lấy sách của sư phụ và tôi đọc thử. Xin chào các bạn, tôi tự giới thiệu, tôi tên là Nhung, hiện đang ở số nhà 86 phố Lương Đình của phường Vinh Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước đây từ khi tôi bắt đầu đi làm thì tôi trong cuộc sống tôi gặp rất nhiều khó khăn và thường xuyên là không may mắn, lúc nào cũng không bằng các bạn. Mặc dù mình có cố gắng nỗ lực đến mấy thì cũng không đạt như mong muốn. Đấy, cả chồng con là con cái, cái gì không thuận lợi. Tôi rất tin vào thần Phật nên tôi thường xuyên là đi chùa, rồi đi cầu nguyện, rồi làm lễ giải hạn. Rồi càng đi nhiều thì tiền lại càng mất nhiều mà lại cũng không thấy đưa lại cái lợi ích gì cho gia đình cả. Thế là trong gia đình tôi thì có anh chồng và chị dâu tôi đã tu luyện được rất nhiều năm, cũng giới thiệu cho tôi môn này từ lâu lắm rồi, nhưng mà tôi cũng không tin. Thế thì khi mà cuộc sống nó không thể giải khai được thì tôi mới quay ra tôi học thử, tôi lấy sách của sư phụ và tôi đọc thử 9 bài giảng của sư phụ. Thì khi tôi đọc sách của sư phụ thì thấy trong tâm tôi đã tháo gỡ được nhiều những cái bế tắc, thấp thắt. Học pháp và luyện công sư phụ thì tôi thấy là trong tâm tôi là thay đổi nhiều, và kể cả trong gia đình cũng như con cái là gặp rất nhiều thuận lợi. Xin chào các bạn, tôi là Loan, năm nay 72 tuổi. Tôi biết được pháp luân công vào cuối năm 2017. Thì 2010 thì bản thân tôi là bị ngã, là gãy cái xương chầu. Thì đi lại của tôi là rất khó khăn, bị thoái hóa cổ này, rồi bị thoái hóa cột sống lưng này. Nhưng mà qua cái thời gian mà luyện tập của tôi khoảng là 5-7 tháng thì tôi thấy sức khỏe của tôi là rất tốt, đi lại được là cũng bình thường, không nhức mỏi như cái khi mà trở trời, trở mưa, trở nắng như hồi trước nữa. Sư phụ dạy là chân thiện nhẫn, thì tu pháp luân đại pháp là tu chân thiện nhẫn để làm người tốt. Về bản thân thì cũng thay đổi được rất nhiều những cái tính xấu của mình, như ví dụ là nóng tính này, rồi hay cáu gắt, rồi cũng có những cái tâm là ích kỷ. Thì đến nay thì tôi cũng đã bỏ được cũng rất nhiều về những cái loại tâm đó rồi. Thì qua đây thì cũng nói với các bạn là nên tìm hiểu về pháp luân công, rồi để đưa lại sức khỏe cho mọi người được tốt.